Tiếp theo đây xin mời bà con mình nghe tôi trích đọc hồi ký mây của tác giả Hồ Ngọc Bảo. Trích đoạn Thiếp theo chàng. Trăng trung thu nhớ thương bác Hồ, vui đêm liên hoan em cười em ca. Nhớ lời bác cùng tiếng thiếu nhi Việt Nam. Lời ca của thời thơ dại để ca tụng ông nay lại trở về. Phải chi ông không theo bọn ngoại nhân thối truột tanh lòng, đặc biệt là Tàu, mang chiến tranh tàn phá quê hương. Phải chi bớt máu xương của dân Việt Nam. Phải chi ông không bán bớt đất đai biển đảo, để có tiền truyền Marxist Mao Trạch Đích, đạo của bọn ngoại nhân thối truột tanh lòng. Thì có ca như thế cũng là xứng đáng. Tôi biết ngày Trung Thu đến và sẽ về với gia đình. Nhưng tôi về rất trễ, cố ý nán lại để kiếm thêm xí đỉnh, thêm chút tiền chợ búa cho mẹ, chút quà cáp cho các em. Xuống xe đò ở Bùi Chu là trăng đã lên sáng rực, lòng hân hoan. Đường từ Bùi Chu vào Phú Sơn chạy dọc theo chiều dài của cái hầm chống tăng. Tôi chạnh lòng nhớ đến thiết đoàn 18. Họ có thuộc lực lượng ra đi tiếp viện cho chiến trường Long Khánh năm nào mà tôi đã nghe Đài Loan báo một cách đầy hứng khởi. Mãi về sau này, khi được đọc những bài viết về cuộc mở đường tiếp viện Long Khánh của Lữ đoàn 3 kỵ binh, dưới quyền chỉ huy của tướng Trần Quang Khôi, của tác giả George G. Smith, trong cuốn Black April, tôi mới rõ. Nhớ lại những ngày nhẫn nhơ nơi ngưỡng cửa học đường thấy thương lính vô cùng, hay mười mấy năm được sống trong không khí tự do, nhờ máu xương của họ, nay đâu còn nữa. Tay xách mấy ổ bánh mì qua thành phố, chân trở bước, lòng tưởng tượng nụ cười của mẹ già, các em, niềm vui của vợ con. Khi gần tới ngõ, từ xa tôi đã thấy nàng Tô Thị Hương bồng con ngồi một mình trên cái bàn trước sân dưới ánh trăng. Đến gần hơn tôi thấy Hương nước mắt giàn giụa. Tôi về tối quá thành ra nàng nghĩ rằng tôi đã đi rồi. Gia đình tôi đêm đó vui lắm, mà người vui nhất chắc là Hương. Vợ chồng tôi ăn Trung Thu bánh xèo, lần này có thịt bên nhà mẹ. Sau đó vợ chồng con cái dẫn nhau sang nhà cha mẹ vợ ăn thịt thỏ. Chúng tôi mua đó, bán đó. Có khi đụng món nào bị ngậm, khó bán, chúng tôi lại mang đi khu khác. Coi thử có anh chị nào cao tay hơn mình không, hoặc là đợi lúc những người buôn hàng chuyến đi xa, đa phần là đi trung, họ trở về, họ thường mua giá cao hơn. Có khi tôi cũng trúng mánh. Hôm đó tôi mua một lúc 3 món với giá khá rẻ. Tôi mua xong vắt lên tay trái 2 món, một áo sơ mi và một quần tây vải Oxford khá tốt. Tay cầm một quần tây màu sậm, màu bán chạy. Cái quần tây đó còn rất tốt, ủi hồ láng con. Chẳng bao lâu một anh đi tới, giơ tay ra cầm cái quần. Tôi đứng lại và kỳ vọng. Anh sò xè ngắm cái quần, cũng dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái cầm 2 lớp vải quần vò tới vò lui, coi thử vải có nhèo hay không. Tôi hồi hộp chờ đợi. Tôi nghe anh ấy phán. À, giải ga bạc đinh. Tôi nghe anh ấy nói thấy thì trong bụng sướng rơn. Ga bạc đinh là loại vải tương đối có giá và chắc chắn tôi sẽ bán được. Quả thật anh ấy trả giá rất mau và chỉ bán cái quần đó, chúng tôi đã thu được gần đủ vốn. Câu nói cửa miệng chợ trời thời đó như sau: ngày nào trúng mánh, ngày đó huy hoàng. Ngày nào bể mánh, ngày đó điêu tàn. Hôm đó, chúng tôi huy hoàng và vợ chồng con cái huy hoàng được bữa bánh mì bò kho. Chúng tôi sống được với ngày này. Nhờ đó thỉnh thoảng tôi về thăm nhà và giúp mẹ và các em chút đỉnh tiền mắm muối. Có khi tôi cũng bị ôm, một thuật ngữ khác tương đương với chữ ngậm. Một hôm vào lúc đã gần tối, tôi cũng đương còn tráng kiếm thêm xí đỉnh ở khu Tôn Thất Thiệp. Tôi chợt thấy một em bé cỡ chừng 13-14 tuổi, tay cầm một cái quần tây vừa đi vừa khóc méo máu. Em nhỏ nhìn tôi rồi đi xăm xăm về phía tôi. Em vừa méo máu vừa giơ cái quần ra trước mặt tôi bẻo bạo. Chú ơi, chú mua giùm cháu cái quần,
Chứ nếu cháu không bán được thì về mẹ cháu đánh cháu chết. Nghe cháu kể lể, tôi thấy thương, hơi do dự. Nhưng rồi mũi lòng cũng mua, mua với giá như cháu bé nói. Cháu bán cho chú với giá bằng vốn thôi. Đối phó với nước mắt của một đứa bé thiệt là khó. Và tôi chưa học được cách này. Tôi chỉ cầu bán lại hồi vốn thôi, nhưng cũng không được. Sau khi ôm một thời gian, tôi đành bấm bụng bán lỗ. Chưa hết những gì tôi phải học đâu. Thông thường thì quần đàn ông cao giá hơn quần đàn bà. Nhưng một hôm tôi thấy có một số người mua quần đàn bà với giá khá cao. Tôi lấy làm lạ. Họ mua với giá này thì bán lại làm sao có lợi. Tôi bèn kín đáo theo họ để xem họ bán lại bằng cách nào. Tôi thấy họ mang tới cho một anh thợ may và anh này sửa lại chút ít. Biến cái quần đàn bà thành cái quần của đàn ông cộng sản chủ nghĩa. Che cái bèn bẹt được thì cũng che cái cục u được. Thật sự, mình đã thực hành việc giải phẫu đổi giống rất sớm. Chỉ một điều phải lưu ý là kích thước. Cái quần đàn bà đó phải khá lớn và phải là màu sậm. Tôi bắt chước và cũng kiếm được tiền. Tuy thế, tôi cũng chưa học hết những điều cần phải học. Tôi cũng còn phải học bài học nói thật trong buôn bán nữa. Có bệnh tôi mua được một cái quần đàn bà đầy đủ tiêu chuẩn. Vải, kích thước, màu sắc với giá rẻ chỉ có 8 đồng, tức 4.000 tiền cũ. Nếu cũng là loại đó mà là quần đàn ông thì giá ít ra là 14 đồng, tức 7.000. Cho là trúng mánh và tôi hí hửng cầm dơ ra. Liền có một thanh niên mặt mày sáng sủa hỏi mua và nói rõ ràng. Chú nói thiệt đi, chú bán cái này bao nhiêu nói một tiếng, cháu mua khỏi trả giá. Tôi nghĩ anh đã bảo mình nói thiệt thì mình nói thiệt và nghĩ mình mới mua 8 đồng thôi. Thì bây giờ sang tay kiếm 3 đồng là được rồi, tôi bèn nói thiệt. Tôi bán chắc giá 11 đồng. Nhưng anh này thay vì đồng ý hay không đồng ý với giá đó, lại đi trả giá. Anh trả từ 7 lên 10, tôi cũng không đồng ý. Anh đâm ra tức tối bèn nguyền rủa tôi. Có phải chú mới ở Campuchia về phải không? Sao giống Campuchia quá vậy? Ra giá 11, trả tới 10 đồng còn không bán. Tôi cũng bực anh ta, nhưng chẳng biết trả lời cách nào mà cũng không muốn đôi co. Tôi bèn bỏ đi, đó là bài học nói thật trong buôn bán. Mấy ngày đầu thì chúng tôi ăn ngoài đường, gặp gì ăn nấy, thường là khúc bánh mì. Có khi được lời khá, chúng tôi vào quán ăn quốc doanh, ăn cơm cho rẻ và cho chắc bụng. Thường chúng tôi đến nhà hàng Thanh Thấy cũ, một phần ăn 50 xu tiền mới tức 250 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa, gồm một món rau, một món kho, hoặc thịt, hoặc cá. Cơm thì ăn no. So với nếp sống của mẹ và mấy em tôi ở nhà, thì đã là sang lắm vì có mùi thịt cá. Tối nào chúng tôi ham lời về khuya, chúng tôi tìm đến một ông Tàu bán mì ở khu chung cư Minh Mạng. Hay Nguyễn Kim, tôi không nhớ rõ, ăn mì, một tô mì lớn, ít lát củ cải, vài lát su, vài miếng cà rốt, không người lái giá 100 tiền Việt Nam Cộng Hòa, húp cho sạch sẽ thì cũng lưng lửng bụng. Và đây là một ngày trọng đại của chúng tôi, ngày mà chúng tôi cảm thấy khấm khá. Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, chúng tôi rủ nhau đi dạo phố. Có nghĩa là chúng tôi đi từ khu chung cư Nguyễn Kim đến ngã sáu Chợ Lớn dưới ánh đèn điện, mà ở phố Sân không có hòa vào dòng người qua lại. Đó là đi bát phố cộng sản chủ nghĩa. Chúng tôi ăn một dĩa bánh cuốn, dĩa khá lớn, nước mắm rất ngon và hai lát chả mỏng, giá 200 đồng. Nếu đủ khả năng chơi thêm một ly kem nữa, giá 50 đồng thì ôi thôi, thì hết ngõ nói. Đó là chạp, là cưới, là Tết. Nhưng rồi chúng tôi cũng bắt đầu phải ổn định dần cuộc sống, vừa để tiết kiệm vừa bảo vệ sức khỏe, vì cuộc sống lang thang của chúng tôi cũng khá nhọc nhằn. Chúng tôi mua một ít nồi niêu gạo mắm để tự nấu ăn lấy. Chúng tôi thường ghé mấy cái chợ chòm hổm mua trâu mắm, và khi chút cá, chút thịt tùy tình hình trong ngày, cũng nhờ có nồi niêu, tôi lang mang nghĩ ra thêm một cách làm ăn, nấu xôi bán. Chúng tôi ra nghề được một bữa, xôi không có dừa, cũng may không bị lỗ vốn.
Có một bận tôi nghe đồn đãi ở ngã ba Tam Hiệp quần áo bán rất được giá. Tôi nghe thấy thì định thử thời vận. Tôi bèn bỏ hết tiền ra mua cho thật nhiều và hôm sau, để vợ con ở Sài Gòn. Một mình tôi đi xe đò lên Tam Hiệp. Vợ chồng em trai tôi nằm nhà không dám mạo hiểm. Bước xuống xe, nghe gió đồng thổi vào mặt, thấy tinh thần phấn chấn. Nhưng khi lên đến nơi, tôi mới thấy khó ăn. Đây cũng là chợ trời như ai vậy, nhưng không phải là chợ trời ngoài đường. Chợ đi, chợ đứng, buôn bán theo lối sang tay, mua đâu bán đó như ở Sài Gòn, Gia Định, chợ lớn. Mà là loại chợ trời có quy hoạch hẳn hoi. Mấy người bán có sạp của họ, được tạo bằng một tấm ni lông trải xuống đất và bày quần áo trên đó để bán. Có hàng có lối hẳn hoi. Họ thấy tôi xách cái bị và tôi cũng thử đưa quần áo ra hỏi giá họ. Họ trả giá rẻ thúi, chắc tưởng tôi tốn tiền đem đồ nhà ra bán như mấy thanh niên trẻ thường chùi đồ nhôm. Ra bán với giá rẻ mạt. Tôi không tìm ra được một chỗ trống để làm sạp cho hàng của mình. Và cho dầu có chỗ trống, tôi cũng chưa thấy mình đủ phong cách con người mới để mà ngồi chồm hổm trước đống quần áo, cầm cái giẻ vất qua vất lại đuổi ruồi. Lớn ngớ một hồi rồi đành trở về. Như thế là tôi mất 2 ngày không kiếm được đồng lời nào, lại tốn tiền xe. Dĩ nhiên tôi không khi nào quên được mục đích chính của tôi khi phải lang thang ở Sài Gòn, đó là tìm đồng chí. Thiệt là khó khăn vì mấy ai trong giới đó phải xuống cảnh chợ trời như tôi. Nhất là tôi là người ít giao thiệp. Tôi sốt ruột lắm vì bụng hương ngày càng lớn. Trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất, chúng tôi cũng chỉ có thể đều thêm một đứa con mà thôi. Và với ngày tháng thì đứa thứ hai sẽ ra đời. Và như thế thì kẹt cứng. Nhưng rồi may mắn cũng đến với tôi. Một hôm tôi cũng đang hành nghề ở cổng xe lửa số 6, bất ngờ anh Phạm Viết Vinh và tôi cùng thấy nhau. Hai đứa chúng tôi vừa bắt tay nhau vừa cười ha hả. Vinh sau này nói với tôi, khi tao thấy mày thì tao coi như xong rồi. Phần tôi cũng nghĩ là Thái Lan coi như trong tầm tay. Một điều bất ngờ và cực kỳ may mắn khác là không hiểu sao, Vinh và Võ Nhật Tân lại đi chung với nhau. Vinh lại nhờ Tân đi bán giùm mấy cái quần áo cũ. Tân và tôi vừa là bạn thân vừa là bà con. Trong những ngày còn ở trọ học ở Nguyễn Cảnh Chân, dì Kim Sinh, Nhật Tân và tôi thuê nhà ở chung ăn chung. Tôi là tài xế đưa dì Kim Sinh đến thư viện hàng ngày. Vinh gọi ngay 3 chai bia. Tôi vốn không uống được bia mấy, nhưng hôm đó bia thật ngon. Tôi lấy địa chỉ của Tân, còn Vinh lẩn quẩn với tôi ở cổng xe lửa số 6 suốt ngày, và bà bán thuốc lá lẻ khá đắt hàng. Gặp lại những người bạn cũ, dân Sài Gòn, tôi cảm thấy mình Sài Gòn hơn trước, giống như dính theo với họ. Thấy mình như bám được gốc rễ Sài Gòn, và hy vọng tăng lên một bậc khá cao. Việc trước tiên là tôi hỏi thăm hoàn cảnh của Vinh hiện tại, rất ngắn gọn anh cho tôi biết. Tao sẽ dẫn mày tới chỗ tao ở cho biết. Tối hôm đó, tôi theo Vinh về nhà anh. Đó là một tòa building khang trang chừng 4 tầng nằm trên đường Trần Lục. Giữa một khu đất khá rộng có cây xanh bóng mát, gồm nhiều căn hộ cho thuê. Bỏ tầng trệt, anh dẫn tôi lên tầng 2 nhưng không vào phòng nào. Tôi chắc anh ở tầng 3. Chúng tôi leo lên tầng 3, anh lại cũng không vào phòng nào hết. Tôi lại theo anh đi lên nữa. Nghĩ thầm chắc còn chỗ nào đó trên sân thượng. Lên đến nơi tôi không thấy phòng ốc chi hết, chỉ thấy ở một góc có một mái nhỏ nhô ra. Dưới đó có một mảnh vải trắng đã cũ lắm, như là một tấm tra nằm vất vưởng dưới sạc và một cái túm nho nhỏ. Vinh chỉ mấy cái đó cho tôi và nói, tao ở chỗ đó đó. Tôi thật không dám tin, thầm nghĩ làm sao mà anh có thể sống như thế được nhỉ? Đến mùa mưa thì làm thế nào? Tôi dù sao cũng có được một mái ấm, dù là rất rách nát và người thân. Tôi lấy làm lạ hỏi tại sao chủ nhà lại cho mày chui vào đây. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa kéo ra quán cà phê lề đường. Ngã ba Yên Đỗ, Trần Lục ngồi. Vinh nói, sau 30 tháng 4, tao chạy về đây. Tao đâu có dám về Huế mặc dù gia đình tao ở ngoài đó.
Tao bèn vô đây tấp vào tá túc với mấy thằng bạn. Chúng nó ở mấy căn hộ dưới đó đó. Tao liền mặt báo đời chúng một thời gian. Sau lần lần chúng lấy lý do chúng có bà con thỉnh thoảng đến thăm, chúng bèn tống tao ra. Tao đâu có biết đi đâu, bèn lên trên nóc đó đó. Tao hỏi Vinh chứ bà chủ không nói gì sao? Vinh nói đùa. Chắc bà thấy tao thuộc giai cấp vô sản thống trị mới, bà sợ. Xong Vinh lại nói tiếp. Có hai lý do, hoặc là bà cho rằng tao vẫn thuộc hộ với mấy thằng kia, trả tiền đàng hoàng. Nhưng vì nóng nảy chật chội nên tao chui lên đây. Hai á là tao cũng đâu có thêm phí tổn gì cho bà đâu. Sáng dậy là tao đi đến tối mới dậy ngủ. Kể từ lúc đó thì ảnh nhập với gia đình tôi, cả ngày đi lang thang với tôi. Chúng tôi kiếm được tí gì thì cà phê thuốc lá giải sầu. Tôi về nhà tôi ăn ngủ. Qua Vinh, tôi lại gặp thêm một người bạn cũ nữa là anh Nguyễn Bá Tùng, bạn cùng khóa với Vinh. Tùng tươm tất hơn chúng tôi, ở với vợ chồng anh chị. Kể từ giây phút đó, chúng tôi bàn chuyện vượt biên. Dĩ nhiên, ý định vượt biên là của cả bốn người, Vinh, Tùng, Tân và tôi. Nhưng tôi là người đặt ra vấn đề trước cho dứt khoát. Tôi nói, tụi bay thì độc thân không nói làm gì, riêng tao thì có vợ con. Và nếu có đi thì tao phải dẫn vợ con tao theo. Nếu tụi bay đồng ý như thế thì bàn tiếp, còn nếu không thì tao sẽ không đi. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cả ba đều đồng ý và Vinh nói, không có gì trở ngại. Cả bốn chúng tôi đều thuộc loại nghèo, Tùng thì chắc còn chút ít tiền, Tân cũng thế. Tôi thì tài sản nằm trong mấy bộ đồ cũ, hàng hóa tôi mang trên người. Vinh thì kiếm được chút tiền tiêu vặt đã là quý. Chúng tôi đồng ý với nhau là bọn mình chỉ có thể đi đường bộ. Con đường tôi nêu ra là lên công tâm rồi băng sang Lào, vì tôi có biết đôi chút vùng đó. Và đây là những hiểu biết về công tâm mà tôi trình bày với họ. Đoạn đường công tâm Tân Cảnh dài chừng 50 cây số. Từ công tâm càng đi xa về hướng Bắc, đường xéo dần về hướng Tây, gần với biên giới Việt-Lào hơn. Năm 1960, trường tổ chức đi dã ngoại ở Tân Cảnh, thăm suối nước nóng. Tôi thấy hai bên đường rừng cây nằm sát đường. Mà điều tôi thấy làm lạ nhất là cây nào cây nấy thẳng đứng như cột nhà. Do đó, nếu chúng ta dùng xe đò đi, ta sẽ tránh đi càng gần Tân Cảnh càng tốt, để trút ngắn đoạn đường từ Việt Nam đến biên giới Lào. Một khi ta xuống xe, chỉ xông vào rừng chừng mấy thước là sẽ không còn ai nhìn thấy mình nữa. Và như thế là kể như thoát. Từ đó chúng ta cứ hướng chính tây mà đi, thì chỉ chừng 12 ngày là tới biên giới Thái Lan. Từ Tân Cảnh, nhìn lên bản đồ thì tôi ước lượng cỡ chừng 120 cây số là đụng Thái Lan. Nếu ta đi được một ngày chừng 10 cây số, thì chỉ sau 12 ngày, chậm lắm là 15 ngày là mình đến được đất nước tự do. Làm sao tôi có thể nghĩ được là một ngày không đi nổi 10 cây số? Còn việc chúng tôi sẽ đến địa điểm nào của Thái thì không ai hỏi tới. Chúng tôi còn thua phái đoàn của dân Việt thường nhiều lắm. Họ không quà quản như chúng tôi, họ đến đúng kinh đô nhà châu hẳn hoi. Sau này khi bị bắt thì Vinh nói với tôi, tao bị mày lung lạc vì lúc đó mày nói hùng hồn lắm. Trong cuộc phiêu lưu này, tôi bị ảnh hưởng rất nặng bởi quyển sách Phá Nhà Ngục hay 60 ngày phiêu lưu mạo hiểm. Tôi không nhớ tác giả của ông ngoại tôi thuật lại chuyện mấy người miền Bắc Việt Nam phá ngục và vượt thoát vào Nam. Của phim Họ Đến Một Chiều Mưa của người Tàu lục địa dùng ghe vượt biển đến Đài Loan và của những người Do Thái khi họ vượt qua bao nhiêu biên giới thù nghịch để về lại quê nhà của họ. Tôi nghĩ lại, tại lòng tôi lúc đó nóng như lửa đốt, quyết chí ra đi cho bằng được, càng sớm càng tốt. Làm sao nói ra không hùng hồn, không có sức thuyết phục được. Từ đó Vinh và tôi vừa mua bán kiếm tiền đậu nhật và gấp rút tính những bước cụ thể. Tiền đi đường, tiền mua lương thực, vật dụng, giấy tờ đi đường. Sở dĩ cái gì chúng tôi cũng phải bàn vì chúng tôi không có thứ gì hết, nhất là Vinh và tôi. Vinh không có giấy tờ tiền bạc gì, do đó nếu muốn đi đâu phải làm giấy tờ giả, rồi lại còn phải kiếm tiền làm giấy tờ giả nữa chứ. Tiền mua sắm lương thực thì còn có thể xoay trở được bằng cách mua lần lần, chứ còn cái khoản mua vật dụng và tiền đi đường thì thật là lớn quá, không biết quơ vào đâu.
Đúng lúc này thì vợ chồng tôi lại phải đối đầu với một trở lực khác. Giấy tạm trú 3 tháng ở Sài Gòn hết hạn. Tôi đã thử về Bùi Chu xin thêm nhưng không được. Tôi nhờ mợ dần đến nhà bà tổ trưởng để xin gia hạn nhưng cũng không được nốt. Tung cùng vợ chồng em trai tôi và vợ con tôi phải trở lại Phú Sơn. Tôi quyết liều ở lại. Trong suốt thời gian ở nhà mợ, mợ dần không hề phiền hà gì đến chúng tôi. Mà đặc biệt hơn cả là vào thời buổi khó khăn đó, hàng nhu yếu phẩm phân phát cho dân. Chúng tôi nhận và khi mợ đến, chúng tôi đem đưa cho mợ. Mợ không khi nào lấy, biếu luôn cho chúng tôi. Đó là vào thời củi quế gạo châu. Ân nghĩa cậu mợ chúng tôi không khi nào trả hết. Kể từ lúc tôi quyết định ở lại, không giấy tờ hợp pháp là những chuỗi ngày đêm lo sợ. Từ lúc đó trở đi, tôi lại lâm vào hoàn cảnh cổ vinh, vô gia cư. Đến ở nhà ai còn thêm một nỗi lo, lo thân mình đã đành còn lo sợ liên lụy đến người khác. Chủ nhà cũng có thể bị rắc rối to. Lúc này tôi lại đâm ra dựa dẫm vào Vinh. Để hàng đêm có chỗ tá túc, Vinh dẫn tôi đến nhà một người quen cũ, cũng là cựu quốc gia hành chánh, đốc sự 18, người đã tiếp thu trường và hành tôi hơn một tháng. Tôi thấy anh này cũng vui vẻ và tôi làm như không hề biết anh và ngược lại. Chúng tôi cứ ngày đi đêm lại về ngủ đó, đâu được khoảng gần tuần. Tối hôm đó khi Vinh và tôi lò dò bước vào thì thấy một cô nho nhỏ đang ở trong đó. Anh bạn đó cười tươi lên tiếng. Hôm nay phải mời hai bạn đi chỗ khác vì mình có người bà con đến thăm. Lúc đó chắc độ 8-9 giờ tối, gần Noel, rất lạnh. Tôi chưa thấy mùa Noel nào lạnh như năm đó. Gió rít từng cơn mà chúng tôi lại ăn mặc hết sức phong phanh. Chúng tôi quay trở ra, Vinh vừa cười vừa nói đùa. Nó không muốn cho tụi mình ngủ đó nữa, mới nói vậy, chứ đứa bé bà con đó có tí xíu bằng lắm tay làm gì không có chỗ. Lo lắng lắm vì bất ngờ quá, nhưng tôi nghĩ, không bà con thân thích gì, chỉ có chút tình đồng môn mà họ đã cắn răng chứa chấp hai chữ người không ra người, ngậm không ra ngậm như chúng tôi cả tuần là đã quý hóa lắm. Vinh quay sang tôi nói, mày coi thử có chỗ nào không hay là tới báo đời nhà bà mợ mày. Tôi nói, chồng mợ đã đi tù, mợ là cô giáo đang dạy học, mà hai thằng mình như hai con quỷ đến đó là không có được. Hơn nữa, ân tình của mợ đã quá nhiều rồi, không thể quấy rầy mợ nữa. Thân hình hai chúng tôi lúc đó quái gở lắm, Vinh thì quần áo xệ xài, Vinh vốn đã dễ dãi về việc ăn mặc. Nay thì chỗ giặt chỗ ủi đâu mà có thể tử tế cho được, tay thì cầm một cái tấm bằng vải nhầu rách chứa vài bộ đồ. Ngày Vinh ra trường và đi nhậm chức, tôi biếu Vinh một cái cà vạt, một áo sơ mi. Áo thì đủ dài vì nó rất dài so với kích thước của tôi, nhưng tay thì hơi ngắn một chút. Còn tôi thì là áo sơ mi, nhưng bận cái quần bà ba đàn bà đen. Cũng vì mặt nó mát mẻ rộng rãi hơn quần tây, vì phải na nó suốt ngày. Tay thì xách một cái túi may bằng vải áo giáp của Mỹ đã cũ mềm. Trong đó chứa hàng hóa của tôi. Chúng tôi vừa đi lang thang vừa bàn tính. Lúc chúng tôi mới ra đi thì đường xá còn có người qua lại. Nhưng càng về khuya đường càng vắng. Lại thêm nỗi sợ gặp phải công an. Chúng tôi đi từ đường Lý Thái Tổ khúc gần ngã sáu. Đi lanh quanh một hồi vừa đi vừa nghĩ cách. Dần dần tới ngã ba Yên Đỗ Trần Lục. Ngay đó tôi thấy một đống gạch thật lớn chất cạnh hàng rào. Tôi nói với Vinh. Hey, nếu mình cứ lang thang như thế này, được đã vắng mà gặp công an thì nguy quá. Thôi á, thì mình kiếm đại cái bụi nào đó chui vào qua đêm rồi hãy tính. Chắc chịu cũng không lâu đâu. Bây giờ đã khuya lắm, chịu chừng 4 tiếng đến sáng có người qua lại thì mình hãy ra. Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái hàng rào đằng sau đóng gạch. Vinh không chịu nói. Mày đi theo tao. Vinh dẫn tôi ngược lên đường Trần Lục vào cái building mà anh đã ở lúc trước. Tôi nghĩ chắc anh lại dẫn mình lên chỗ cái ổ cũ của anh. Nhưng không phải, anh dẫn tôi đến trước một căn phòng và gõ cửa. Một thanh niên mở cửa và Vinh bước vào trong rồi nói với gia chủ xin cho ngủ đỡ một đêm. Anh này cho và chỉ cho chúng tôi một cái giường trống. Chúng tôi được ngủ trên giường nệm, một đêm ấm áp chi lạ.
Sáng hôm sau khi ra khỏi nhà, tôi nói với Vinh, Ê, họ cũng tử tế đó chứ hề. Vinh liền nói, mày tưởng nó tử tế hả? Đâu à, phải. Khi nó vừa mở cửa là tao tông vào nó không cho cũng không được. Thiệt, tôi chỉ đáng làm học trò anh. Phần thứ nhất của Tiếp Theo Chàng đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp theo Tiếp Theo Chàng tập 2.